Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cục đẩy với một mức công suất vẫn là vô cùng là khủng, đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là Crown Amcron Microtech 1200. Đây là một cục đẩy mà nó sẽ có kế và rất là cực kỳ đẹp và bắt mắt, và con này cũng là hàng mà Nhật vừa mới về luôn nha. Mà và cục đẩy này nó sẽ có mức công suất là 1200W cho anh em. Nói chung thì nó sẽ bằng đúng luôn cái số tên model của dòng sản phẩm này. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật của cục đẩy này. Đây, cục đẩy này nó sẽ đến từ thương hiệu là của Crown, hàng chuẩn là made in USA. Con này sẽ xài dòng điện ra là 100V nha anh em. Đây, sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta hệ thống là 4 cặp loa, anh em có thể xỏ vào cái lỗ ở trên, anh em cắm được bắp chuối cũng ok nha anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là hai cái volume để điều chỉnh cho hai channel, channel 1 và channel 2. Còn đây là cổng, nếu mà anh em lấy tín hiệu nguồn vào qua jack 6 ly nha anh em mua thì người tặng luôn cho anh em hai cái jack chuyển từ 6 ly ra bung sen. Đây, mà anh em cùng xem qua bề nội thất của sản phẩm này, nhìn tổng quan từ bên trên xuống, sản phẩm mình sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là hai tăng thu rất là lớn nha anh em. Và tâm của dòng sản phẩm này, một cái bản mặt rất là mới, rất là đẹp, chạy tổng cộng là 3 cục chì bảo vệ nha anh em. Còn ở đây anh em sẽ thấy là một cái quạt tản nhiệt anh em. Đây là quạt size nhỏ nên độ ồn nó rất là tốt, nhưng mà và nó hướng xuống vị trí phía dưới thì nó sẽ bớt ồn hơn nha anh em. Ở bên cạnh là hai tụ lập nguồn màu xám nha anh em. Nếu anh em để ý thì những cái tụ lập nguồn mà nó có màu xám như vậy thì nó có công suất và nó là cực kỳ khủng, nhưng mà để đáp ứng cho anh em có thể mà chơi lâu dài và anh em chơi với những cặp loa lớn rất là tốt. Và hai bên những cặp sản phẩm này anh em sẽ thấy là bốn cái lá nhôm tản nhiệt rất là to và dài nha anh em, và nó sẽ chứa tổng cộng là một lá là 36, tổng cộng là 24 con sò sắt anh em. Đây là dòng sò sắt của Mexico, dòng này phải nói là quách đại âm thanh cực kỳ hay và phải nói là rất là tốt anh em ạ. Mình đã chơi rất là nhiều những dòng sản phẩm của Crown và cặp sò của Mexico anh em, mình đánh giá rất là cao dòng sò này. Ngoài ra thì nó chạy tổng cộng là 1, 2, 3, 4, tổng cộng là 8 con sò than đẹp ở hai bên nha anh em. Nói chung mình đánh giá rất là cao những dòng sản phẩm đợi của Crown Amcron. Nói chung với mức công suất phải nói là cực kỳ khủng, em này đến tận là 1200W và chạy chúng ta tổng cộng là 24 con sò sắt và 2 tăng phô liên biệt. Thì con này anh em có thể mà thoải mái mà phối ghép với những cặp loa lớn nha anh em chơi loa 4 tấc, anh em chơi hai cặp 3 tấc thì con này đánh vẫn rất ok và rất là dễ dãi nha anh em. Anh em có thể mà ghép loa sub với con này cũng rất là được anh em ạ. Anh em chơi karaoke anh em ghép thêm một cái van mà hát với con này của nó là cực kỳ hay, vì con này nó cho âm nó rất là bùng nổ, anh em khi mà ca thì giọng nó sẽ lên rất là cao nha anh em. Nói chung những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Crown Amcron này thì trước nay mình cũng đã kinh doanh rất là nhiều những dòng tương tự, nhưng mà chất lượng và độ bền nó là cực kỳ tốt và khả năng phối ghép của nó là rất là hay. Bây giờ mình sẽ test luôn về sách âm của dòng này, mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây AV và cả dây loa của sản phẩm. Đây, loa mình đang chơi với cặp loa 4 cấp của JBL nha anh em. Đây là cặp loa mà có mức công suất là rất là khủng nha, mà đến tận là 1000W. Đây là loa 4 tấc nha anh em. Đây mời anh em. Nói chung chơi với những cục đẩy khủng thì chơi với loa lớn mới sướng nha mà. Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xinh. Con gái xuân
cục đẩy Amkron Microtech 1200 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.